Trang Quỳnh, bản màu giới hạn tập 130, Eo Tử Thần. Ha ha, mày thua rồi, đứa tiếp. Ha ha, thằng này cũng thua tuốt, đứa tiếp. Ráng đi, Thò, không lẽ cả làng mình thua nó. Thò chiến thắng, Thò chiến thắng, chiến... Thua. Ha ha, còn đứa nào nữa không? Trẻ con làng này bị siêu dinh dưỡng cả, yếu xìu. Xong, ngụy trang con vuôn trong cái nút ruồi. Còn tao. Hòn hô, đại lực sĩ ngực thon bụng nở. Tay mày có cái gì thế? Đốt ruồi trâu. Nó sắp thua rồi nè, đừng có to mồm. Ép tôi đau quá. À, mày thua rồi. Hoan hô lực sĩ Quỳnh. Tại cái con gì? Thua thì chịu thua đi, mày đặt tại với bị. Hứ. Có mà, có con gì làm tao sợ, để tao tìm nó. Con gì đâu, tìm đi. Tức thật, rõ ràng nó bỏ trên tay tao. Thôi, cổng thằng Quỳnh theo thỏa thuận đi, ai thua thì phải cổng. Leo lên thằng ma. Công nhận cái lưng của mày ngồi êm thật. Ní, mày chọc quê, tao hất xuống ruộng à. Coi chừng sắp tới Eo Tử Thần. Sao tự dưng đường đi lại mốt như thế? Coi chừng. Ẩm. Tò xác như thế mà yếu xìu vậy hả? Bình bình bốp. Tại đường nhỏ xíu mà lại trơn, ai qua đây cũng té, không phải tại tao. Sao người ta không sửa đường? Mày thấy cái cây to đó không? Nó mọc trong sân nhà Phú Hộ Ba Tét, chỉa tàn cây ra đường. Phú Hộ Ba Tét nói phần đất nào nằm dưới tàn cây là của ông ta, bởi thế nên con đường bị cây che hết, chỉ còn lại một chút xíu đó. Khi cây lớn nữa chắc con đường bị cắt đứt. Làng không xử à? Có, làng có cho người đến chặt cây, nhưng cây đó có thần, người chặt cây bị bệnh. Làm gì có chuyện đó? Để tao kể mày nghe. Bữa đó chú mèo đến chặt cây. Nói cho mày biết, cây đó có thần đấy, mày chặt cây sẽ bị thần phạt cho coi. Xạo, tôi không sợ. Không sợ thì cứ chặt đi. Tập. Ờ, binh. Gãy xương sườn tôi rồi nè. Ráng chịu, tao đã nói rồi mà không nghe. Để tao xem. Hừ, hiểu rồi. Ông bà Tét cưa sẵn mấy cái cây càn, chỉ còn dính lại một tí xíu. Khi chặt cây rung thì những cái cành đó sẽ gãy lìa. Thông minh đấy. Mày dẫn tao đi gặp ông Lý, tao xin chặt cây này. Thôi đi ông con, người lớn còn chưa dám. Tạng đâu có nói dốc, mày dẫn tao đi đi. Mày muốn giúp dân làng thì cứ chặt, nhưng tao không chịu trách nhiệm nếu thần phạt mày à. Con không phạt thần thì thôi, thần nào dám phạt con. Trời. Mình sẽ bắt bà Tét bỏ tiền ra sửa đường. Đi đâu? Làng bảo con đến chặt cây, ông có cho chặt không ạ? Lại thần con tên là Tét, thứ ba trong nhà, nên người ta gọi con là Ba Tét. Xin thầy ăn hết mâm xôi và con gà này rồi cho phép con chặt cây. Mày tên là Ba Tét? Vâng ạ, cha mẹ đặt tên con Xí Quắc Hà. Mày trùng tên với tao, mày chê tên tao xấu à? Dạ con không dám, chỉ là sự ngẫu nhiên. Tập. Rắc. Hụt. Tập. Rắc. Hụt nữa. Bình. Thần dở ẹt, đánh nó chứ sao lại đánh tôi. Tập. Hề hề, thần mỏi tay rồi không đánh nữa. Thằng nhỏ này láo, thua nó rồi.
Rầm. Cây ngã rồi, chúng mày sớm lại dọn cây đi. Ngày mai cho người lại làm đường. Nói cho các ông biết, muốn làm đường thì làm, nhưng không được đứng trong sân nhà tôi. Đứa nào đứng trong sân, tôi đánh què chân đó. Thế thì làm sao mà làm? Làm đường thì phải đông người. Ổng không cho đứng trong sân, vậy đứng đâu để làm? Ổng không cho làm, tao bắt ổng làm. Chúng mày theo tao. Phụ tao một tay, chỉ ống hồ lô này vào phòng ông bà Tuét. Trong nhà có tiếng động thì phải rút cây ra ngay. Bắt đầu đi. Rò. Bà Tuét dậy. Đứa nào lão thế, dám gọi tao bằng cái giọng hách dịch đó à? Người biết ta là ai không mà dám bảo ta lão hử? Ờ, tiếng nói ở đâu ra vậy? Ta là thần cây đây, ngươi là người phàm, mắt thịt bò, làm sao thấy ta được? Ờ, cây có thần thật à? Mình tưởng thần là do mình làm ra. Thần ơi, người ta nói người phàm mắt thịt, chứ không ai nói mắt thịt bò. Ta là thần, ta muốn nói sao kệ ta. Tại sao người dám chặt cây, làm mất chỗ ở của ta hứ? Tôi tưởng cây không có thần thề đó. Vả lại thằng nhỏ kia chặt chứ đâu phải tôi. Rõ ràng người chặt cây xưng tên là Ba Tét. Người chói già. Nó là Ba Tét nhỏ, tôi là Ba Tét lớn mà. Tét nhỏ tét lớn gì cũng là tét. Ta đền người đó, trồng lại cây cho ta. Làm sao tôi trồng cây lại được? Người trồng một cây nhỏ ở đối diện cây cũ 10 bước chân, ta sẽ làm cho nó màu lớn. Không làm, ta sẽ giết gà vịt, tiếp đó là trâu bò, tiếp nữa là người nhà của ngươi. Thằng... Ông rước thầy Pháp về làm gì vậy? Tôi đuổi ông thần cây đi, ổng là ai mà tôi phải sợ chứ? Bà Tuét này không dễ ăn hiếp đâu. Thần cây, thần cỏ, thần lá, thần gì cũng đi hết cho ta. Thần còn lớn ngớ ở đây, ta trẻ thần làm củi à. Ta biết ổng sẽ gọi thầy Pháp mà. Chuẩn bị bắn, đạn đâu? Đây, thuốc nổ là xác chuột, xác ếch thối không à? Tốt. Nhắm cho kỹ đấy. Vút. Thần chịu đi chưa? Đi rồi, ha ha, thần sợ tôi. Bạch. Sao, ông bị thần đánh rồi đó. Ấm bà là thần chết với ta. Bạch. Ấm. Không ấm gì nữa, đi đi, thầy múa xạo ăn tiền. Bạch. Thần đánh tôi. Ổng sợ rồi, tối nay mình tấn công tiếp. Ngày mai ổng sẽ làm đường cho xem. Mai tôi nhờ thầy khác, bà Tuét này không dễ ăn hiếp đâu. Ếch nhái rắn ẻ đường đủ cả, hi hi. Thả vào. Tiếng gì khe khe vậy? Ái rắn. Ếch nhái ở nương ở đâu mà nhiều thế này? Leo lên cột nhà. Cho tao nói đi. Ta đã nói rồi, thần bất khí ngon, không nói đùa mà. Câu đó chỉ dành cho vua thôi. Vua không nói đùa là quân bất khí ngon, chứ thần thì nói đùa vô tội vạ. Bây giờ tao cần một đứa gan dạ theo tao. Tao gan hơn mấy đứa nhát. Tiến về chuồng gà của ổng. Chúng mày đâu hết rồi? Họ sợ quá bỏ đi cả rồi ạ. À, sao sáng nay tao không nghe gà gáy? Thế này thì làm sao mà gáy ạ? Ai làm? Con không biết ạ. Sáng ra đã thấy thế này, quanh chuồng gà không có một dấu vết. Ta đã nói rồi, tối nay sẽ tới phiên trâu bò. Tìm xem đứa nào nói. Muốn đùi hả? Cấm nhìn ta. Ông ơi, tiếng nói phát ra dưới gốc cây. Thần nói đó ông ơi. Người phá nhà ta, ta sẽ phá nát nhà của ngươi. Thần ơi, tôi thua thần rồi. Để tôi trồng cây khác cho thần. Đừng có giết trâu, bò,
đắt tiền lắm. Ha ha, thần Quỳnh đây. Trồng đối diện với cây cũ 10 bước, vậy là phải đổ đất vào chỗ lõm này mới có đất trồng. Vậy là làm mặt đường à? Tiếc gì nữa, làm đi ông ơi. Hí, nhà không còn đứa nào để xài. Tao đã nói mà, tao sẽ bắt ổng tự làm đường mà. Khỏe, không còn eo tứ thần nữa, đi thoải mái. Sao tự dưng ông tốt vậy? Thằng nhỏ chặt cây cũng xưng tên bà tét với thần. Thần tưởng tôi chặt nên theo phá tôi mãi, ghê lắm. Chuyện gì mà đông người vậy chúng mày? Chắc là quan huyện lên xe bông. Ui ui, đầu quá. Đừng có rệt, nhức đầu quá nè. Mấy anh bị ai đánh vậy? Quan huyện bắt tụi tao lại để kiểm tra chữ nghĩa. Ổng ra câu đối gì mà không ai hiểu nổi. Bởi thế nên đứa nào cũng bị đòn. Công nhận quan hay chữ thật, học trò làng mình bí hết ráo. Câu đối là gì vậy? Có đọc ra chữ nào đâu mà biết. Quan viết thế này làm sao chúng còn đọc được ạ? Học dốt mới đọc không được. Chữ này là chữ của người giỏi chữ đấy, nhóc. Khéo nịnh, thảo nào cái mồm nhọn hoắt. Ừ. Mày dám chửi tao hả? Đề nịnh, đề nịnh. Tao rượt chúng mày tới già luôn. Ấm. Ông lục bảy rồi, bắt ổng. Chúng mày dám trói tao như lợn vậy hả? Ai ai, mấy cây đó nhọn lắm. Không khai tụi cháu sẽ thả ông đề xuống nó. Suốt đời ông đề sẽ không ngồi được, chỉ có đứng và nằm thôi. Lúc đó ông sẽ hết nịnh được. Nịnh quan thì phải khom xuống, ông thì chỉ đứng với nằm, khom không được, làm sao mà nịnh. Chúng mày bảo tao khai cái gì? Câu đối của quan huyện là thế nào? Tao đâu có biết. Ông là thầy đề, là cánh tay phải của quan, sao lại không hiểu? Thả ông xuống. Quan, để tao nói. Thật ra câu đối đó không có nghĩa gì hết. Quan vẽ ngoằn nghèo cho vui vậy, chứ có là chữ gì đâu. Sao lạ vậy? Quan có học đâu mà biết viết. Quan ra oai đấy mà. Ha ha ha. Tạm thời treo ổng ở đây, cởi áo quần ổng ra cho tao mượn. Mày định diễn tuồng gì nữa đây? Lật tẩy quan huyện. Tìm ai? Tìm quan huyện. Quan huyện đi vắng. Biết ổng đi vắng mới tìm. Vậy chú cho tôi gặp bà quan huyện. Tôi là bạn học cũ của quan, đến đòi nợ quan. Quan mà nợ ông? Lúc còn đi học, quan có mượn tôi tiền để mua guốc. Lúc đó quan nghèo lắm, đi chân đất không hà. Không cho tôi vào, tôi la lên cho làng xóm biết. Mắc mặt quan à. Bà ơi, có bạn học cũ của quan đến đòi nợ. Đứa nào to gan thế? Quan mượn tiền ông hồi nào? Hồi nhỏ, lúc quan học chung với tôi. Sao? Lúc nhỏ quan có đi học đâu mà ông nhận là bạn học? Có mà, quan học chung với tôi mà. Sao? Sao? Quan không có đi học. Quan mua chức quan chứ quan không có đi học. Quan bà cãi nhau, tới xem. Quan có đi học, trả tiền. Quan không đi học, không trả. Ha ha, quan huyện nhà mình mua chức chứ quan không đi học. Không ai đánh mà mình khai, chết thật. Phản đối, quan không đi học mà đối chửi chúng tôi, phản đối. Sao chúng biết tôi không đi học? Tôi nói. Quan phủ tới. Quan phủ tới, sao ông không ra nghe tiếp mà lo dọn áo quần? Quan phủ tới cách chức tôi đó, lo dọn áo quần đi cho rồi. Cho chừa đã dốt đi mua quan mà còn làm dốc. Mật rắn hổ mang đây, mật nguyên chất cực kỳ bổ. Mật rắn nguyên chất. Tô mật này là của mấy con rắn? Một con.
một con rắn sao lại nhiều mật thế? Ấy, rắn hổ mang khổng lồ đấy, cực kỳ quý đấy. Ông không tin à? Để tôi kể chuyện tôi bắt con rắn này cho ông nghe. Khoan, đợi tôi rái tay cái đã. Hôm qua tôi đi bắt rắn, thấy một cái hàng rắn to tướng, tôi đào ngay. Phải đào từ sáng hôm nay tới sáng mai mới thấy con rắn. Hàng của nó chắc dài mấy dặm, chứ sao, hay không dài làm sao nó ở. Con rắn này dài cả dặm mà. Để tôi kể tiếp. Vừa thấy tôi, con rắn lao tới, sẵn cái mai trong tay, tôi ném vào đầu nó. Không ngờ nó há miệng nuốt gọn cái mai. Thế nhưng nó vẫn lao tới tấn công tôi. Tôi phóng cái cuốc vào nó, nó nuốt luôn cái cuốc. Bấy giờ nó mới chịu nằm yên. Đố ông vì sao nó nằm yên? Tại vì thân nó ngay trừ vì cái mai và cái cuốc. Thế mà không hiểu. Tôi móc con rắn vào con bò để kéo. Con bò kéo không nổi. Ta để con. Thằng con 5 tuổi của tôi kéo con rắn về. Con bò kéo không nổi, sao con của ông lại kéo nổi? Bởi vì con tôi đã ăn một cái mật của con rắn hổ mang khổng lồ đực, chồng của con này. Ăn mật của con rắn này vào sẽ mạnh như thiên lôi. Mật rắn không bằng mật hổ đâu, bà con hãy mua mật hổ. Mật hổ nhiều cả lù vậy à? Hổ khổng lồ, con hổ này to hơn con voi. Hôm qua con đi bắt hổ, con thấy những vết chân hổ to hơn cái nia. Thấy còn con hổ hoảng hồn bỏ chạy. Con không tha, con đuổi theo nó từ sáng đến tối. Con hổ mệt quá chạy không nổi nữa. Xin ngài tha mạng. Không tha, mày tắc oai tắc quái, làm hại biết bao người, tao không thể tha mày. Trời ơi. Bóp. Bóp. Chà, mày khỏe thế à? Chịu hai đấm của tao mà vẫn chạy được. Tao không tha mày. À, nó kia rồi. Thấy con đuổi kịp, con cọp sợ quá lăn ra chết. Đếm trong miệng con cọp, con thấy nó bị gãy hết cả răng. Còn lấy hai cái nành của nó đây, ai mua thì bán. Sao? Răng cọp gì mà dài như lưỡi cuốc vậy? Không có cọp to như thế. Thế chứ còn rắn gì mà dài cả dặm, mặt rắn gì mà đầy cả tô hứ. Không có con cọp to như thế thì cũng không có con rắn lớn như vậy. Thì quảng cáo phải xạo một chút chứ. Thì con cũng quảng cáo xạo như ông, cớ sao ông bắt bẻ con? Quảng cáo có xạo thì cũng vừa thôi. Ai bảo ông xạo tới trời khiến con xạo theo. Vậy đây không phải là mặt rắn. Nước đường pha muối đấy chứ mặt gì. Trò lão một trận, dám lừa bịp khách hàng. Bình bốp bốp. Tao đi kiện quan, chúng mày đánh tao vô cớ. Người gây sự là mày, tao kiện mày chủ mưu. Chuyện gì? Con quảng cáo để bán mặt rắn mà chúng nó bảo con xạo nên đánh con. Mày quảng cáo thế nào mà chúng bảo mày xạo? Con nói con gặp một con rắn dài cả dặm. Con rắn ấy đâu? Con giết lấy mật rồi. Bán cho ta con rắn đó, chết cũng được, ta mua 20 đồng đấy. Dạ, con cho nó rồi. Đào nó lên bán cho ta. Tai hại chưa, tật nói xạo hại mình rồi. Lính, theo ông ta về đào con rắn lên, mang về cho ta ngâm rượu. Đi đi. Chỗ nào? Đi đâu mà lòng vòng mãi vậy? Mỏi chân quá rồi. Chỗ này nè. Rắn đâu? Chắc nó sống lại chạy mất rồi. Bốp. Chữa cái tội xạo nhé. Dám xạo cả với quan. Hi hi. Có lỗi mà không nhận lại còn đi kiện. Đừng có tưởng dễ lừa người khác đâu.